súc mau. Được, đi thôi. Bọn họ chạy không được xa đâu, mau đuổi theo cho tôi. Súc mau. Là lũ đạn, nằm xuống. Mau đuổi theo cho tôi, mau lên. Cha nuôi, sao ra lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi? Hay là như vậy, cha rút đi cô yểm hộ. Đùa kêu gì vậy, cha gần đầy tuổi rồi, sợ gì chết. Để cha yểm hộ con, cha nuôi nghe lời con. Cha là cha nuôi con, mau nghe lời đi đi. Đứng lại. Hai người, hai người, không ai chạy thoát được. Lâm Định Bang, tôi đang định tìm anh. Suốt cuộc chuyện này là sao? Sao đột nhiên phản bội tôi, thông đồng với bọn Mã Thiên Quốc? Lẽ nào anh quên cha mẹ anh, còn cả ba nhà Lâm Mễ Mã bị ai giết rồi sao? Hai người còn hỏi tôi, hai người chính là kẻ lừa đảo. Sao chúng tôi lại lừa đảo? Cha mẹ tôi còn cả hơn trăm người đều là do Hoàng Tứ Lan giết, còn đổ tội lên đầu chú ba tôi để chúng tôi tàn sát lẫn nhau. Hai người có còn là người không? Định Bang, sao có thể nói ra câu này? Đại Bảo, lẽ nào cô còn không hiểu? Thằng dốc này trúng ký của Mã Thiên Cốt rồi. Tên họ Mã mê hoặc lòng người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ tiếng quỷ, đen cũng nói thành trắng được. Hoàng Tứ Lan, ông đừng có nhiều lời ở đây. Hôm nay tôi nhất định phải báo thù cho cha mẹ tôi và hơn 100 người. Tôi phải giết ông. Muốn giết ông ấy, anh giết tôi trước đi. Cô tránh ra, ai sợ ai? Lâm Định Bang, anh bắn đi. Người tôi muốn giết là Hoàng Tứ Lan, không phải cô, tránh đi. Lâm Định Bang, cậu thả Đại Bảo ra đi. Muốn tôi làm gì cũng được. Cha nuôi, cha bao đi đi. Cha đi đi, mặc kệ con. Cậu bỏ súng ra đi. Cha muốn con gái chết không dám mắt sao? Đi đi. Ông đứng lại đó, tôi Lâm Định Bảo, có thể chết trong tay của anh, tôi cũng thấy vui rồi. Mấy ngày nay tôi thích anh. Cô đừng có nói linh tinh, tôi cũng không biết tại sao. Nhìn thấy anh không vui, tôi cũng không vui. Thấy anh vui, tôi cũng lại rất vui. Tôi sắp chết rồi, vậy nên cô nói mấy lời này tôi cũng không sợ anh cười đâu. Cô đừng nhiều lời, tôi nói cho anh biết. Qua Đại Bảo, cô đừng tưởng mình nói như vậy có thể lừa được tôi, thì tôi sẽ tha cho cô. Nhanh lên. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tha cho tôi. Một mạng đổi một mạng. Giải qua Đại Bảo đi cho tôi. Rõ. Đi mau. Đi mau. Có nói không? Nói không? Có nói không? Qua Đại Bảo, cô cũng cứng đầu gớm nhỉ. Mau khai thật cho tôi biết ngay. Số của Hoàng Tứ Lan đang trốn ở đâu? Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết. Cô đánh chết tôi cũng không nói. Đánh chết cô, vậy thì quá dễ rồi. Tôi sẽ khiến cô sống không được, chết không xong. Nói mau, có nói không? Nói mau. Lâm Định Bang, có thể chết trong tay của anh, tôi cảm thấy rất vui. Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ tôi đã thích anh rồi. Gia, có chuyện gì? Đi lấy nước cho cô ấy. Thiếu gia, nước tới rồi. Được, cậu ra ngoài đi. Sao? Đau. Uống nước đi.
là bảo cô chịu khổ rồi. Định Bang, không ngờ anh còn tới thăm tôi. Anh quả là có nghĩa khí. Tôi thực sự rất vui. Đại Bảo, đã là lúc này rồi, cô nên khai hết ra đi, tránh là phải chịu khổ. Khai gì chứ? Tôi không có làm gì hết. Sao mà cô lại hồ đồ như vậy? Cùng lắm thì chết thôi. Lâm Định Bang, tôi có chuyện này muốn cầu xin anh. Cô nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được. Giết tôi đi, tôi không chịu nổi nỗi khổ này nữa đâu. Giết tôi đi. Đại Bảo, cô tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cô phải sống cho tốt. Được rồi, cô yên tâm đi, tôi nghĩ cách. Nửa tháng sau, anh cười gì? Khỏi phải nói chứ, đúng là phải cảm ơn phát súng đó của Định Bang. Anh bị thương vào não sao? Không bị thương ở não. Nếu không nhờ phát súng của Định Bang, em cũng không đối xử tốt với anh như vậy. Giờ anh rất hạnh phúc. Anh thực sự rất vui. Em muốn hỏi anh câu này, anh đừng giận nhé. Bởi vì em biết rằng anh sẽ không lừa em. Em hỏi đi. Bác trai, bác gái nhà họ Lâm, cha em còn cả người của nhà họ Mã, thực sự không phải do cha của anh giết sao? Anh xin dùng trái tim mình. Anh xin thề với trái tim mình, anh tuyệt đối không lừa em. Những chuyện này là do Hoàng Tứ Lang giở trò. Được, em tin anh. Nếu để em biết ngày nào đó phát hiện anh lừa em, để xem em xử lý anh thế nào. Được thôi, tùy em xử lý. Anh còn đang mong, anh cam tâm tình nguyện. Anh là vì thấy anh bị thương nên mới ở lại đây chăm sóc anh. Anh còn xến xuống như vậy là em đi đấy. Em đừng đi. Mẹ Luyến, nói thật lòng, em chính là ân nhân cứu mạng của anh. Không có em, anh tuyệt đối không tỉnh lại được. Sau này cái mạng của Mã Hậu Thiên Anh chính là của em. Em muốn anh sống thì sống, muốn chết thì chết. Xem kìa, lại bắt đầu xến xúa. Muốn anh không xến nữa cũng được. Em đồng ý với anh một điều kiện đi. Chuyện gì? Dìu anh đi dạo tiếp. Em có đồng ý không? Không là anh lại bắt đầu xến đấy. Đi thôi, đi thôi. Nào, cẩn thận. Em dìu cho chắc vào. Tư lệnh, nếu đã không moi được chuyện gì từ miệng của Hoa Đại Bảo với bằng chúng ta, không, cứ đợi tiếp đi. Hiện giờ cô chưa bắt được Hoàng Tứ Lang, giữ lại cô ta, nói không chừng còn có cơ hội. Tôi sợ Lâm Định Bang sẽ lại nhìn ra vấn đề gì nữa. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Theo như báo cáo mà ta lại tới nhà lao thăm qua Đại Bảo nữa rồi. Không cần sợ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Định Bang sẽ không tin lời cô ta nữa đâu. Định Bang, anh đang nghĩ gì vậy? Hồi sáng anh đã đi thăm qua Đại Bảo. Cô ấy bị đánh tới thương tích đầy người. Anh đau lòng sao? Không phải thật sự thích cô ta rồi đấy chứ? Đừng có nói linh tinh. Có chuyện này anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chuyện gì thế? Em đã xem qua Đại Bảo đã như vậy rồi. Cô ấy có còn cần lừa anh nữa không? Cô ta là một nữ thổ phỉ. Ngay từ đầu chúng ta đã không nên tin lời cô ta và Hoàng Tứ Lang. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Ban ngày Hảo Thiên nói với em rồi, những gì anh ấy nói với chú ba đều là thật cả. Qua Đại Bảo có lừa anh hay không thì em không dám chắc. Nhưng em biết Hảo Thiên sẽ không lừa em đâu. Em chắc chắn như vậy sao? Vậy em nói xem, rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy người áo đen bị Hoàng Tứ Lang và Qua Đại Bảo giết chết. Nếu thực là như vậy, tại sao họ phải làm như vậy chứ? Vì muốn chúng ta tin lời họ nên diễn cho chúng ta xem chứ sao? Nếu là em có làm vậy không?
cái giá phải trả cũng lớn quá rồi. Không phải đầu óc anh có vấn đề chứ? Anh thực sự bị cô ta mê hoặc rồi. Anh mà lại đi mê cô ta ư? Cha, tình hình là như vậy. Sao ra Lâm Định Bang vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta rồi? Phải đó cha, con thấy giữa Lâm Định Bang và Quan Đại Bảo hình như có tình cảm với nhau. Thật hay đùa? Diễn kịch sao? Công tử Sa Cơ tình cờ gặp nữ dương Thổ Phỉ, chàng tình ta nguyện, thề non hẹn biển. Hay là như vậy, chúng ta để hai người họ cùng diễn một vở kịch hay đi, cha thấy thế nào? Hát kịch ư? Phải. Định Bang, hôm nay chú ba sẽ dùng cơ hội báo thù này cho cháu. Nào, báo thù cho cha mẹ của cháu đi. Không, chú ba, cháu sao đây? Cháu không muốn báo thù cho cha mẹ mình à? Không phải đâu, chú ba. Quan Đại Bảo chỉ là tội phạm, Hoàng Tứ Lang mới là tội phạm. Quan Đại Bảo tuy không phải tội phạm, nhưng cũng là một tội phạm giết người. Nghe nói Quan Đại Bảo và cháu cứ qua qua lại lại anh em, có phải cháu đã yêu cô ta rồi không? Định Bang, thù của nhà họ Lâm không báo, chắc có còn là con cháu hiếu thảo của nhà họ Lâm nữa không? Thôi được, nếu cháu không giết, vậy thì chú ba sẽ thả cô ta ra. Người đâu? Không không không, cháu giết. Như vậy mới được chứ. Quan Đại Bảo, hôm nay tôi muốn giết cô. Cô còn gì muốn nói không? Anh giết đi. Chúng tôi làm thổ phỉ, tính mạng không đáng giá. Nếu như sợ chết, đã không đi làm thổ phỉ rồi. Nhưng mà Lâm thiếu gia, anh là con nhà quan, bạn của anh quý giá, anh bảo trọng đi. Thực ra tôi không muốn giết cô đâu. Không sao, anh cứ giết đi. Đằng nào bạn của tôi cũng là của anh, có thể chết trong tay của anh tôi cũng thấy vui lắm. Hơn nữa, 16 năm sau tôi cũng sẽ lại là cô gái xinh đẹp thôi. Dương súng của anh đã đi, một súng bắn chết tôi đi. Nhắm chuẩn vào, anh có làm được không? Quan Đại Bảo, cô đừng ép tôi. Sao nào, đừng có kém cỏi như vậy. Quan Đại Bảo, anh mau nổ súng đi. Quan Đại Bảo, chỉ cần hôm nay cô chịu nói ra, Hoàng Tứ Lang đang ở đâu, tôi có thể cầu xin chú ba tha cho cô. Anh nói láo. Bảo tôi bắn đứng cha nuôi của mình ư? Đó là chuyện không đời nào. Lập thiếu gia, tôi không sợ chết, nhưng mà tôi thực sự tiếc thay cho anh. Cô dựa vào đâu mà tiếc cho tôi? Tôi thấy người đáng thương nhất trên đời này chính là anh đấy. Nếu kẻ thù giết cha của mình là ai cũng không biết, còn làm việc giúp cho bọn họ. Quan Đại Bảo, cô đừng có nói linh tinh. Hơn 100 người của ba nhà Mễ Lâm Mã đều là do các cô giết, còn muốn đổ tội lên cho chúng tôi sao? Bây giờ bất luận tôi có nói gì cũng vô nghĩa, bởi vì tôi đã là một tử tù. Lâm thiếu gia, giơ súng quăng lên đi. Cô đừng tưởng là tôi không dám giết cô. Bắn đi, còn lê mê cái gì? Chú ba, cháu không thể giết cô ấy được. Sao? Cháu không nỡ giết cô ấy. Cháu thích cô ấy. Cái gì? Cháu nhắc lại lần nữa đi. Chú ba chưa nghe rõ. Cháu thích Quan Đại Bảo. Chú ba, cậu xin chú nể mặt cháu, tha cho cô ấy đi.
Có phải cháu hồ đồ rồi không? Cháu không có, cháu rất tỉnh táo. Cha, Lê Định Bang đã thích Hoa Đại Bảo, cứ nể mặt anh ấy đi. Chú ba, cháu cũng cầu xin chú. Cháu, các cháu. Đúng là một mối kỳ duyên thiên cổ, có thể viết thành kịch luôn đấy. Chú ba, thôi được. Nếu đã như vậy, hôm nay chú sẽ nể mặt Định Bang một lần. Nếu không, uổng công cháu gọi một tiếng chú ba. Nhưng mà tội chết của Hoa Đại Bảo có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tham mưu trưởng, có. Đưa Hoa Đại Bảo quay lại nhà lao. Rõ. Đưa cô ta đi. Cảm ơn chú ba. Đi mau. Nhanh lên đi. Quay về, nhanh lên. Em đã nói là em thích Hoa Đại Bảo rồi. Hôm qua còn không chịu thừa nhận. Lúc này tất nhiên anh chưa thể để cô ta chết. Cô ta chết rồi còn gặp mọi chuyện càng khó hơn sao? Hơn nữa nếu anh không nói như vậy, chú ba tha cho cô ấy sao? Xem hôm qua ở trên pháp trường, mở miệng là Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia, gọi đến mức em cũng nổi da gà. Ánh mắt cô ta nhìn anh mà như phát sáng luôn vậy. Được rồi, đã lúc nào rồi? Sao đây? Em ghê à? Anh bớt ảo tưởng đi. Cha em nói không sai, anh đúng là quá mềm lòng. Võ không đủ đánh trận, văn không đủ buôn bán, anh xem đến Mã Hậu Thiên còn tốt hơn anh. Thông minh quả đoán, anh dũng cơ trí. Luận về điểm này tất nhiên anh không bằng Mã Hậu Thiên. Nhưng mà anh như vậy là mẹ cả, anh có thể làm gì được? Cha, con nói quả không sai. Định Bang thích Hoa Đại Bảo, sao không nỡ giết cô ta? Lâm Định Bang không nỡ giết Hoa Đại Bảo, không chỉ vì thích cô ta. Vậy thì còn nguyên nhân gì? Bởi vì Lâm Định Bang vẫn chưa tin tưởng chúng ta. Giữ lại Hoa Đại Bảo cũng là giữ lại được một cơ hội. Hai người chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Anh đừng bi quan, cố gắng sống cho tốt đi. Nhưng bà sống tiếp như vậy thật quá mệt mỏi. Sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được câu trả lời mình muốn thôi. Cha không thể giết anh ta. Nếu cha giết anh ta, tất cả mọi người đều biết cha là hung thủ giết người. Sao cha còn nắm quyền ở đây được? Người dân sẽ không phục. Ai dám không phục cha giết người đó? Cha, súng đạn không giải quyết được vấn đề. Cha có thể giết hết bọn họ sao? Cha, con có một cách, có thể giải quyết một lần và mãi mãi. Cách gì? Con sẽ đưa bọn họ rời khỏi Sâm Châu. Rời khỏi Sâm Châu. Cha, đây là chút lương tâm cuối cùng của nhà họ Mã chúng ta rồi. Con trai, con thông minh hơn cha nhiều đấy. Thiếu gia, chào cậu. Phải rồi, cha tôi bảo tôi tới hỏi Hoa Đại Bảo vài chuyện. Vậy cậu đi theo tôi. Hoa Đại Bảo, Mã Hậu Thiên, anh muốn làm gì? Tôi cứu cô, cứu tôi, phải. Ai bảo Định Bang là anh em của tôi? Nào, Mã Hậu Thiên, nửa đêm canh ba như vậy, cậu đưa chúng tôi đi đâu? Tôi muốn đưa hai người đi gặp một người. Nếu anh không nói, bọn em sẽ không đi đâu. Được rồi, tôi nói, Hoa Đại Bảo là qua. Qua Đại Bảo, cô ta không phải đang ở nhà lao sao? Nhà lao ở bên đó. Không phải Định Bang nói là thích cô ấy sao? Tôi cứu cô ấy ra ngoài rồi. Tuy cha tôi nói không giết cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy trong nhà lao nhất định rất khổ sở. Vậy nên tôi làm như vậy là trượng nghĩa lắm, có phải không? Phải rồi, lần này tôi cứu cô ấy còn giết một người nữa. Giết người, vậy nên chúng ta phải mau ra khỏi thành đi. Nếu không cha tôi nhận tin là phong tỏa cổng thành, chúng ta không đi được đâu. Ra khỏi thành, đi đâu chứ? Rời khỏi Sanh Châu, trời đất rộng lớn, đi đâu mà chẳng được. Mã Hạo Thiên, một chuyện lớn như vậy sao cậu không thương lượng trước với chúng tôi? Phải đấy, anh nghĩ tôi kịp thương lượng được sao? Đi thôi, nhanh lên đi, mau đi, nhanh lên, nhanh lên. Nào, mau lên. Cẩn thận đấy. Nào, Hoa Đại Bảo, chưa quấy không tiện anh cổng quấy đi. Đừng nói nhiều, mau cổng đi, chúng ta phải ra khỏi thành. Được được được, nào, thực sự phải ra khỏi thành sao? Chứ sao, anh giết người rồi, còn không đi, đợi cha anh tới bắt à? Đừng nói là quấy, chúng ta được không thoát được, mau đi. Tham mưu trưởng Mã, chuyện này nhất định là do Lâm Định Bang làm ra. Cậu đi khống chế Lâm Định Bang trước đi. Xó, đợi đã.
đóng cổng thành lại trước đi, đề phòng bọn họ thoát ra ngoài. Rõ. Sao cậu nói giết người là giết người được chứ? Không thì làm sao? Không giết người sao cứu được qua đại bảo? Tôi có bảo cậu cứu cô ấy sao? Anh còn lương tâm không vậy? Tôi làm gì vì muốn tốt cho anh thôi. Vì tôi, trước mặt cha tôi anh còn nói mình thích qua đại bảo. Anh không dám cứu cô ấy thì tôi cứu giúp anh. Thế nào, đã đủ trượng nghĩa chưa? Anh còn đối xử với tôi như vậy? Được rồi, tôi rất thích cô ấy trước mặt chú ba. Là bởi vì cái gì? Tôi không nói rõ với cậu được. Đủ rồi, hai người được cãi nhau. Chuyện tới nước này rồi, đi tới đâu thì hay tới đó. Thương lượng xem tiếp theo phải làm sao. Em hỏi anh ta đi, anh không biết. Tức là chúng ta không về Sâm Châu được. Không về Sâm Châu sao mà được? Rất nhiều chuyện còn chưa làm rõ. Tôi không rời khỏi Sâm Châu. Anh, vì anh mà tôi còn giết người. Tại sao không thể buông bỏ quá khứ, nhìn về phía trước? Cậu nói thì dễ lắm. Cậu bảo tôi nhìn về phía trước thế nào? Thù cha mẹ tôi, hơn 100 người để phải báo. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này là do Hoàng Tứ Lam làm. Ông ta mới là hung thủ. Anh cứ nhận ra tôi làm gì? Nè, dựa vào đâu mà bôi nhỏ cha nuôi tôi? Cho dù anh cứu tôi cũng không được bôi nhỏ ông ấy. Tôi bôi nhỏ cha nuôi cô? Vậy được. Tôi hỏi cô, cô chính mắt nhìn thấy cha tôi giết Bắc Lâm sao? Cái này thì không. Vậy cô có chính mắt nhìn thấy cha tôi giết hơn 100 người của ba nhà Lâm Mễ Mã không? Cũng không. Vậy cô dựa vào ông nói là do cha tôi làm? Nhưng cha nuôi tôi cũng đâu hạ lệnh này. Cha nuôi cô ta không hạ lệnh. Không lẽ không thể là đám thái bảo của ông ta lén ông ta đi làm? Còn nữa, cha nuôi cô có phải đảm bảo mấy tên thái bảo đó phục kích Bắc Lâm không? Sao đây? Không còn gì để nói phải không? Nếu đã như vậy, tại sao không thể là đám thái bảo đó đã giết Bắc Lâm? Vậy tại sao cha anh lại đem thi thể của Lâm Dĩ Hì trên núi? Là cha anh đã nói ông ta giết mà. Đó là vì cha tôi muốn làm cha cô lên là để cứu tôi thôi. Còn nữa, sau đó các cô cũng có tha cho bọn tôi đâu. Có phải cha cô bảo cô tìm cơ hội thủ tiêu tôi và cha tôi không? Tôi nói đi, có phải không? Phải. Anh nghe gì chưa? Mã Hậu Thiên, vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại muốn giết hai người bọn họ? Cô nói vậy là ý gì? Lúc đó cha anh còn tìm sát thủ muốn giết hai người bọn họ. May mà cha nuôi tôi có ở đó, nếu không hai người họ chết rồi. Cô nói bậy. Đám người ở đây đó là người của các cô, là các cô đang diễn kịch cho bọn Định Bang xem. Chúng tôi diễn thế nào? Sao anh có thể nói như vậy? Làm gì vậy? Đây có phải là đánh dấu của thập chỉ sơn các cô không? Phải thì đã sao? Định Bang cho đám người áo đen đó có phải có dấu hiệu nào không? Anh nói là tin gì vậy? Được rồi, hai người đừng nói nữa. Tôi đồng ý rời khỏi Sâm Châu là được chứ gì. Hai người nói đi thì chúng ta đi đâu? Mẹ Luyến, em quyết định đi. Hay là chúng ta tới Quảng Châu đi? Em vẫn luôn muốn tới Quảng Châu. Tốt xấu gì anh họ của em cũng đang ở đó, không có người tiếp ứng. Anh nói xem. Nhất định là do Định Bang chỉ thị. Nó mê hoặc Mễ Luyến và Hạo Thiên cứu đại bảo đi. Ông nói Định Bang thích thổ phỉ đó. Hạo Thiên không hết cái nỗi gì. Anh con không thích qua đại bảo, nhưng mà anh ấy thích Mễ Luyến. Chị Mễ Luyến đi đâu, anh ấy nhất định sẽ theo đó. Anh cả của chúng ta cũng thật tình, có phụ nữ một cái liền bỏ mặt cha mẹ anh em. Con trai bảo bối của mẹ, con đi như vậy biết bao giờ mới về được chứ. Được rồi, bà đừng có khóc nữa. Cái thằng nhóc này đúng là lông cánh cứng rồi, lại dám làm ra những thứ chuyện này. Cướp ngục, bỏ nhà ra đi, bỏ trốn. Đợi nó về đây, ông lột da nó, xử lý nó. Ông Hoàng Đại Bảo, cô đừng đi theo nữa. Muốn làm gì cứ đi làm đi. Anh đi đâu tôi theo đó. Chúng tôi đi Quảng Châu xa lắm, xa cũng chẳng sao. Tóm lại tôi phải theo anh. Cô đi theo tôi làm gì? Tôi nói cô nghe, tôi không giết cô là để mặc cô thôi. Cô mau đi đi. Nếu anh đã không giết tôi, vậy thì mạng của tôi chính là của anh. Tôi không cần mạng của cô. Anh không cần của tôi thì giết đi. Tôi không giết cô, không giết tức là anh cần tôi. Ai bảo anh nói thích tôi chứ? Tôi chỉ giả vờ thôi mà cô cũng không tin. Tất nhiên là tôi tin rồi, anh nói gì tôi cũng tin hết. Được rồi, qua đại bảo, tôi sắp bị cô ép tới điên rồi. Được, cô muốn đi theo tôi cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nói trước nhé. Tôi sẽ coi cô như nha hoàng sai bảo. Làm nha hoàng thì nha hoàng, đằng đầu mặt của tôi cũng là của anh. Rốt cuộc tôi nợ cô hay thế nào vậy? Sao cô ăn dạ tôi? Tôi không ăn dạ anh, thì ăn dạ ai? Anh nhìn đi. Em sao rồi?
công nông binh đi hợp lại. Anh nhìn bọn họ kìa, bọn họ là đội duy trì trật tự. Anh xem bên kia có cái xe, lại có hai sợi dây thừng lớn như vậy. Dây thừng lớn gì chứ, nào cẩn thận. Tôi nói cô nghe, đây là xe điện, đúng là chưa từng trải đời. Làm sao, tôi chưa trải đời thì sao? Chưa trải đời đừng nói linh tinh, hình như là đi hướng này. Đi thôi. Không có ai. Mỹ Luyến, sao em tới nhà tìm anh vậy? Anh họ, sao vậy? Nhà em xảy ra chuyện rồi. Số cuộc có chuyện gì em nói từ từ thôi. Cha em chết rồi. Cái gì? Được rồi, em đừng khóc. Định Bang, đưa bọn họ vào nhà đi. Mấy chục người nhà em đều chết hết rồi, chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại một mình em sống sót trên đời. Bây giờ em không ai nương tựa nữa. Đúng là thế sự khó lường. Anh vừa từ Sâm Châu về đây chưa bao lâu, lại xảy ra một vụ thảm án như vậy. Đều tại tên Hoàng Tứ Lang đó. Ông ta là kẻ thủ ác trong chuyện này. Mã Hậu Thiên, anh nói vậy là ý gì? Sao anh cứ đổ hết mọi tội danh lên đầu cha nuôi tôi? Chứ dù không phải ông ta giết, cũng là thuộc hạ ông ta giết. Cô không nghi vấn chuyện này sao? Tất nhiên tôi có nghi vấn. Được rồi, đừng cãi nhau, đừng để Phương tiên sinh chê cười. Tôi là vợ chưa cưới của Định Bang. Cô là vị hôn thê của ai chứ? Không phải ở Pháp Trường Sâm Châu, anh nói thích tôi rồi sao? Tôi còn thích nhiều cô nương lắm, không lẽ đều là vợ tôi? Tóm lại mạng của tôi là của anh, tôi theo anh chắc rồi. Cô làm cái gì vậy? Qua Đại Bảo, cô có thể thay đổi thói quen thổ phỉ đó của mình được không? Tôi chính là nữ thổ phỉ. Phương tiên sinh, tôi nói thật cho anh biết, cha nuôi tôi chính là Hoàng Tứ Lang. Tôi là một nữ thổ phỉ, nhưng trước giờ tôi chưa từng ức hiếp dân lành. Đại Bảo cô nương nói chuyện thẳng thắn, tôi rất thích con người của cô. Phải rồi, bốn người lần này tới Quảng Châu có dự định gì? Anh họ, em tới là để nương nhờ anh đấy. Giờ anh là người thân duy nhất của em rồi. Được, anh biết rồi. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Vậy còn hai người? Chúng tôi chưa có dự định gì, chỉ làm Mỹ Luyến tới Quảng Châu chúng tôi mới tới theo. Phải đấy, nhưng mà Quảng Châu chúng tôi cũng làm rất là cái. Như vậy đi, để tôi đưa mọi người đi thưởng thức trà quảng trước, sau đó mới nhờ người thuê nhà giúp mọi người. Mọi người cứ ở tạm trước. Cảm ơn anh. Suốt dọc đường em nhìn thấy rất nhiều căn nhà đều cắm cờ đỏ, đội duy trì trật tự đều đeo băng đỏ cả, uy phong quá. Quảng Châu là Saint Petersburg của Trung Quốc, không thể sánh ngang với Sâm Châu do chính phủ Bắc Dương thống trị được. Anh họ, bọn em tiêu sạch tiền lộ phí rồi. Anh muốn giúp bọn em thuê nhà thì cọc tiền trước đi. Chuyện này em không cần lo, chút tiền này anh lo được. Tiến Tân, Tiểu Mạn, nhà có khách sao? Em tới đúng lúc lắm. Để anh giới thiệu, đây là em họ của anh, vừa từ Sâm Châu qua. Những người này là bạn cô ấy. Chào cô, tôi là Hoa Đại Bảo. Chào cô, tôi là Mã Hậu Thiên. Tôi là Lâm Định Bang. Em chắc là Mễ Lý phải không? Tiến Tân thường nhắc đến em lắm. Chị là Hoàng Tiểu Mạn, cứ gọi chị là Tiểu Mạn. Quảng Châu này náo nhiệt thật. Trước giờ tôi chưa từng thấy nơi nào náo nhiệt như vậy. Chị Tiểu Mạn, để em giúp chị. Không cần đâu, chị làm một mình được rồi. Em vào trong ngồi nói chuyện đi. Con gái Quảng Châu các chị đều tự mình nấu cơm sao? Chứ không thì sao? Nhà chị không có người làm sao? Không có. Chỉ có mấy nhà giàu mới có tiền thuê người làm thôi. Đám phần tử tri thức như bọn chị làm gì có tiền mà thuê người làm chứ. Nhưng bà nói tới cũng nói lui, anh họ của em thích ăn cơm chị nấu lắm. Chị thường xuyên tới đây nấu cơm giúp anh họ em lắm à? Phải. Quan hệ giữa hai người là gì? Bọn chị là đồng chí cách mạng. Đồng chí cách mạng là gì? Nói như vậy đi, chị và anh họ của em là những chiến hữu thân thiết, có chung chí hướng. Chiến hữu? Anh họ của em là cộng sản sao? Chị cũng vậy sao? Nếu không thì sao lại là đồng chí cách mạng chứ? Hai người đang yêu nhau phải không? Mỹ Luyến, chị đi làm việc đây.
ăn nhiều vào nhé. Thế nào, tay nghề của tôi cũng được chứ? Ngon quá vậy tiểu mạn. Ngon quá, mọi người ăn nhiều vào. Phải đấy, ăn nhiều vào. Mẹ Luyến, em ăn đi. Gần đây em không muốn ăn. Mẹ Luyến suy cho cùng cũng là con gái nhà giàu, chắc là ăn không quen đồ ăn em nấu. Hay là như vậy, để em tới nhà hàng ngoài kia đặt vài món gì cho họ. Không cần, con bé không kén ăn tới như vậy. Mẹ Luyến, em xem chị tiểu mạn của em vất vả lâu như vậy, ít nhiều cũng phải ăn một chút đi. Phải đấy, đồ ăn ngon như vậy ăn nhiều vào. Anh im đi, nhiều đồ ăn như vậy không bịt được miệng của anh. Nào, món này ngon lắm, anh nếm thử đi. Em muốn ăn món đó. Còn nhiều mà, em ăn đi. Em muốn ăn trong bát của anh. Hả? Hả gì mà hả? Anh là anh họ của em đấy. Được rồi, chút chuyện này cũng không nhường em được sao? Được. Mà ăn đi. Được, 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 mà ăn đi. Em họ của anh từ nhỏ thích làm nũng như vậy. Tiểu bạn, để em chê cười rồi. Không có. Em lại thấy mẹ Luyến như vậy thực sự rất đáng yêu. Đúng rồi, không phải anh nói bọn họ cần thuê một căn nhà sao? Vừa hay em có người bạn, anh ấy muốn cho thuê nhà, cũng lớn lắm. Em nghĩ bốn người họ chắc là đủ đấy. Anh còn đang lo về chuyện này. Nào mọi người ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem nhà. Được, được. Nào Định Bang, Định Bang à, anh ăn đi. Tôi ăn đi. Ngon lắm đó. Ngon lắm. Mẹ Luyến, cô có nhìn ra được gì không? Gì chứ? Cô gái từng quạt tiểu mạn đó nhất định là một đôi với anh họ của cô. Cô nói bậy. Nói bậy gì chứ? Cô không nhìn ra thật sao? Có người mù cũng nhìn ra được. Cô đừng nói nữa. Nhất định là như vậy rồi. Cô không được nói. Không nói thì cô chết sao? Sao đây? Tôi nói có một câu cô đã giận rồi. Không ngờ cô lại nhỏ nhen như vậy. Tôi phát hiện ra rồi nhé. Lẽ nào cô thích anh họ của mình? Nó cũng phải. Anh họ của cô có tình có nghĩa lại có tài. Loại đàn ông này con gái nào mà lại chẳng thích. Cô mà còn nói nữa thì ra ngoài đi. Tôi lớn chừng này rồi cũng chưa từng ngủ chung phòng với ai bao giờ đâu. Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng mà nếu như cô thực sự thích anh họ của mình, tôi có thể giúp cô giành lại anh ta từ tay của Hoàng Tiểu Mạn. Tôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây. Muốn giúp cô mà cô không cho tôi nói. Không muốn tôi giúp thì thôi đi. Định Bang, anh không ngủ ở đó nghĩ gì vậy? Còn có thể nghĩ gì? Định Bang, chúng ta là anh em. Anh không tin tưởng tôi mà đi tin lời một nữ thổ phỉ sao? Người cứu nữ thổ phỉ ra không phải tôi. Được, là do tôi nhiều chuyện, được chưa? Tôi đúng là điên mà. Vì muốn giúp anh cứu người, không những đã giết người, còn đắc tội với cha của tôi. Hạo Thiên, cậu nói, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào? Tôi ư? Tôi nhất định sẽ quên hết quá khứ, tất cả nhìn về phía trước. Định Bang, nếu cha mẹ của anh vẫn còn sống, họ cũng không mong anh sống như vậy đâu. Bọn họ hy vọng anh được hạnh phúc. Kẻ thù của bọn họ phải làm sao? Anh nói xem phải làm sao? Anh vừa không nỡ giết Hoa Đại Bảo, vừa không tìm được Hoàng Tứ Lang, vậy thì báo tù làm thế nào được? Nhưng mà cũng may, cha tôi đã giết được mấy tên thái bảo thuộc hạ của Hoàng Tứ Lang, cũng xem như báo thù cho cha mẹ của anh, cũng như hơn 100 người đó. Tôi thấy chuyện này kết thúc tại đây được rồi đấy. Có lẽ còn nói đúng. Tôi nên nhìn về phía trước. Người chết không thể sống lại. Chúng ta còn trẻ, thực ra vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để chúng ta đi làm hơn. Anh nghĩ như vậy là đúng rồi. Ngủ đi.
Làm tôi giật cả mình. Cô làm gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi cô. Cô nói có thể giúp tôi giành lại anh họ từ tay của Hoàng Tiểu Mạn. Cô nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên rồi. Vậy cô giúp tôi đi. Tôi rất cần sự giúp đỡ của cô. Tôi nói thật với cô, tôi vượt ngàn dặm tới Quảng Châu này là vì muốn nương nhờ anh họ của mình. Không ngờ anh ấy đã có người yêu rồi, còn là đồng chí cách mạng của anh ấy nữa. Vậy cô nói xem tôi sống còn ý nghĩa gì? Chỉ bằng chết đi cho rồi. Cái gì mà mở miệng ra là chết? Không phải chỉ là người đàn ông thôi sao? Có cần phải chết không? Cô thật sự chắc chắn chứ? Tất nhiên rồi. Chỉ cần cô nghe lời của tôi, nhất định sẽ thành công. Vậy tôi phải làm gì? Đầu tiên cô phải tỏ tình với anh họ của mình trước. Tỏ tình như thế nào? Thì nói với anh ta đi. Anh họ, em chỉ thích một mình anh thôi. Không có anh em sống không nổi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì cô cứ bám chặt lấy anh ta không buông. Bão táp mưa sa thế nào cũng phải ở bên nhau. Nghĩa là sao? Vậy mà cô còn không hiểu sao? Đó là anh họ của cô đi đâu thì cô cũng theo đó. Hai người không rời nhau nửa bước. Được. Vậy sau đó thì sao? Làm gì còn sau đó nữa? Một người đàn ông bị người con gái khác bám lấy nhất định sẽ thành công. Anh họ của tôi không phải người bình thường. Cô thử nghĩ đi, một mình anh ấy từng đơn thương độc mã đi giết đốc quân Hồ Nam đấy. Vậy sao? Vậy cũng hết cách rồi. Nếu thực sự không được, tôi chỉ có thể tặng cô 8 chữ thôi. Một khóc, hai làm loạn, ba treo cổ. Vậy sao mà được? Tốt xấu gì tôi cũng là con gái nhà quyền quý. Tôi phải tự yêu lấy bản thân mình. Thôi được, vậy cô xem mình muốn tự yêu bản thân hay là cần đàn ông. Tự mình nghĩ cho kỹ. Có cho người ta ngủ không chứ? Thật tình. Liều thôi. Nếu thực sự như lời cô nói, có thể giúp tôi giành lại được anh họ từ tay của Tiểu Mạn về, tôi sẽ kết nghĩa chị em với cô. Tôi nói cô nghe, chỉ cần cô nghe lời tôi, đảm bảo thành công. Mễ Luyến, em đang làm gì vậy? Anh họ anh dậy rồi. Mau đi rửa mặt đi. Em làm xong bữa sáng rồi. Mễ Luyến, sao em lại vào được đây? Còn nói nữa, anh không khóa cửa. Anh nhớ ra rồi. Hôm qua anh bận viết một bài báo, mãi nửa đêm mới đi ngủ, thành ra quên khóa cửa. Được rồi. Em họ, nói thật lòng, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng được ăn bữa sáng như em làm đâu đấy. Mau nếm thử đi. Anh phải nếm thử mới được. Sao vậy? Bà cố ơi, em bỏ bao nhiêu muối vậy? Mặn chết anh rồi. Không phải chứ. Em xin lỗi, đây là lần đầu tiên em nấu ăn. Để em đi làm lại cho anh. Em họ, tấm lòng của em anh đã nhận rồi. Nhưng bà nấu ăn cũng là một công việc cần sự khéo léo, không phải nhất thời là học được ngay. Đi thôi, để anh đưa em ra ngoài đi ăn. Em họ, em xem, đây là con phố náo nhiệt nhất Quảng Châu đấy. Ở đây có một quán ăn ngon lắm, chúng ta qua đó đi. Cô Đại Bảo, cô đưa bọn tôi tới đây làm gì? Tất nhiên là làm việc kiếm tiền rồi. Chúng ta ăn không ở không chỗ Phương tiên sinh như vậy, các anh không thấy ngại sao? Ở đây thì có việc gì? Phải đấy, tất nhiên là có rồi, đi theo tôi. Bình thường em có thể tới đây xem nhiều hơn. Tiến Tân, Tiến Tân, em đang tìm anh đây. Có chuyện gì? Chủ nhiệm Châu tìm anh có chuyện muốn bàn, bao lập tức qua đó. Bây giờ sao? Phải ngay bây giờ. Anh hỏi em còn chưa ăn sáng. Thì vậy đi, chúng ta tới nhà chủ nhiệm Châu rồi cùng ăn, vừa nói chuyện vừa ăn. Mễ Luyến, xin lỗi em, anh họ có việc gấp.
không thể đi ăn sáng với em được rồi. Vậy để em đi chung với anh đi. Không được đâu, chủ nhiệm Châu tìm anh nhất định là có chuyện gấp. Em không phải đảng viên một anh không thể nghe được. Mễ Luyến xin lỗi nhé, chị mượn anh họ của em dùng một lát. Em tự mình về trước đi. Nào, anh đi nhé. Vậy bọn chị đi trước đây. Tạm biệt. Vì gặp chủ nhiệm Châu mà bỏ mặt mình luôn sao?